Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, theo tin tức được chia sẻ trên báo chí và cũng như trên mạng xã hội hiện giờ, thì Hà Thanh Xuân vừa chia tay vua các coi bạn thân liền nhắn gửi đây ẩn ý biết ẩn khúc phía sau thì rất là choáng hậu chia tay của Hà Thanh Xuân và vua cá coi thắng ngôn nó đã nói lên trong cái cuộc hôn nhân của chúng ta Không thể nào bền vững được Nếu chúng ta không có thời gian Tìm hiểu với nhau trước khi đến với nhau ừ. Hơn nữa Hà Thanh Xuân cũng Bị nhiều áp lực Và theo cô ấy đã nói Cô ấy bị trầm cảm Vì rất có nhiều Lời bình luận Không có tốt Và mạc sát cô ta Hoặc là có những lời nói nặng nhẹ Khi mà cô ta làm đám cưới với lại Thắng Ngô và nhiều người cho rằng cô ta là Tiểu Tam tham tiền. Nếu mà nói tham tiền ở các bạn thì tôi nghĩ cũng chưa chắc đâu. Tại vì Hà Thanh Xuân có sự nghiệp, con đường ca hát cũng đang phát triển tốt nè ha. Và cô ta lại là một ca sĩ trẻ được nhiều trung tâm lớn ở hải ngoại mời để cộng tác nè ha. Và show diễn cũng ok. À, nói về ngoại hình và kinh tế nhà cửa thì cũng không thiếu gì nếu cho rằng à, là vì tiền của Thắng Ngô thì cũng chưa chắc không phải là tôi nói binh cho Hà Thanh Xuân nhưng mà à, về chúng ta nhìn về cái 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 cái, cái mặt đó còn Thắng Ngô à, làm đám cưới với là Hà Thanh Xuân thì chúng ta nếu mà chúng ta chỉ nói về vấn đề là À, người đàn ông này ha người đàn ông thôi thì à, dĩ nhiên rồi người đàn ông có vợ trẻ hơn mười mấy tuổi xinh đẹp lại ca sĩ rồi lại có sự nghiệp riêng có nhà cửa bên mỹ thì ok ông nào mà không thích phải không các bạn ha nhất là một ông đã năm mươi mấy tuổi rồi ở gần u 60 rồi mà có một người vợ trẻ gì dĩ nhiên là rất là ok rất là thích rồi à, cái vấn đề là trước đó thắng ngô đã lên truyền hình À, trong khi đó có MC uh, tôi nếu mà tôi nhớ không lầm là Trấn Thành nè và nói về uh, khi mà lựa các khôi đó các bạn à, những người giỏi đó thì uh, cũng bộc bạch và nói rằng tất cả mà sự nghiệp có là nhờ người vợ Tào Khang tên là Đào Thanh trong lúc mà thất thế không có tiền bạc hay này kia nọ là nhờ một tay cô ta giúp đỡ và được uh, thành công như bây giờ tất cả là nhờ vợ của mình. Uhm. Trong khi cả thế giới quay mặt và bạn bè không cho mượn tiền hoặc là không có ai nghĩ rằng ông ta sẽ thành công trong cái việc nuôi cá khôi nhưng mà người vợ thì lúc nào cũng ủng hộ hết mình và dốc hết tài của tài sản tiền của của mình để giúp đỡ cho vua cá koi thắng ngô. Nhưng mà một năm sau đó thì ông ta lại đi đám cưới với lại uh, hà thanh xuân cho nên cũng vì cái vấn đề đó mà cả hai đều bị mạng xã hội lên án và nhiều người ngay cả thắng ngô cũng bị uh, mạng xã hội và uh, nhiều người lên án cả hà thanh xuân cũng vậy vì người ta cho rằng hai người này đến với nhau vì có cái lợi ích gì đó hay thứ nhất người ta nói thắng ngô vì sắc đẹp nhan sắc của hà thanh xuân còn còn hà thanh xuân thì bị mạng xã hội và nhiều người đã công kích rằng là cô ta là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta ở nơi đây thì ngay chính bản thân mình thì mình không có bình luận với tính cách sát thương ai hết mình chỉ uh, chia sẻ uh, trên báo chí để chúng ta tìm hiểu thêm về uh, cuộc hôn nhân của họ cũng như những người youtuber khác chúng ta làm youtuber là chúng ta cập nhật tin tức để chia sẻ với nhau còn những lời bình luận thì để lại cho tất cả quý vị nhưng mong rằng quý vị để lại uh, những lời bình luận sâu sắc ý nghĩa uh, đừng có uh chà đạp nặng nề người ta quá thì được rồi <laughs> nó hơi hơi thì cũng được nhưng mà đừng có quá xa các bạn ha ừ. hơn nữa theo mình thấy thì trong cuộc sống đó các bạn ai cũng mắc lỗi hết trơn á ngay cả bản thân mình hay các bạn cũng vậy thì nếu chúng ta thấy được cái lỗi đó chúng ta biết sai chúng ta nên chúng ta sửa thì rất là ok chỉ có những người mà thấy sai mà không biết sửa thì mới là đáng trách, không các bạn ha? Và đây mình xin được chia sẻ với tất cả các bạn tin tức văn nghệ. Hà Thanh Xuân vừa chia tay vua cát coi, bạn thân liền nhắn gửi đầy ẩn ý, biết ẩn khúc phía sau thì choáng lắm. Cuộc sống còn dài lắm em ơi, em sẽ có nhiều cơ hội để tìm lại một nửa cuộc đời của mình. Ca sĩ Như Loan bày tỏ về chuyện Hà Thanh Xuân chia tay với vua cát coi thắng Ngô. Hà Thanh Xuân chia sẻ hạnh phúc trong lần đầu lộ diện sau khi chia tay vua cá côi thắng ngô. Vài ngày trước, ca sĩ Hà Thanh Xuân chính thức thông báo chia tay doanh nhân thắng ngô còn được biết đến với biệt danh là vua cá côi. Sau một thời gian ngắn bên nhau, theo nữ ca sĩ chia sẻ thì sau khoảng 2 tháng quen biết, cả hai đã làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cái đây cũng là một cái chuyện lạ đó các bạn, thường thường chúng ta làm đám cưới rồi mặc dù người ở Việt Nam, người ở bên Mỹ này nhưng để bảo lãnh cho chồng của mình hay hoặc là bảo lãnh cho vợ mình thì người ta rấp rút làm đám cưới ờ à, xin lỗi, người ta sẽ làm giấy tờ bảo lãnh rất là nhanh chóng. <laughs> hoặc là trước khi chuẩn bị đám cưới người ta đã nhờ văn phòng luật sư hay nhờ văn văn phòng mà bảo lãnh di trú đó đã bắt đầu là có cái tiến độ làm giấy tờ rồi nhưng mà cái đằng này thì không có làm giấy tờ gì hết mấy tháng luôn cũng không có giấy tờ có lẽ là giữa họ đã phát sinh ra có cái gì đó sau khi cái đám cưới và cho nên hà thanh xuân không làm giấy hôn nhân chỉ phần chia sẻ này hà thanh xuân người quen đồng nghiệp bạn bè khán giả đều an ủi động viên cô đáng chú ý là bình luận của nữ ca sĩ như loan để lại một cái status cho hà thanh xuân và cái status nó như thế nào chúng ta cùng với nhau chia sẻ nha đây là cái status của uh, nữ ca sĩ như loan cuối cùng em đã đứng dậy so proud of you những người yêu thương em sẽ rất buồn vì hơn ai hết họ muốn idol của họ được hạnh phúc nhưng đó không phải là lý do họ yêu thương em họ yêu thương em bởi giọng hát và con người của em cho nên em khỏi phải lo cuộc sống còn dài lắm em ơi em sẽ có nhiều cơ hội để tìm lại một nửa cuộc đời của mình may mắn của em là em nhận ra được sự bất đồng rất sớm và không bị vướng vào những vấn đề khó gỡ thanh xuân vẫn còn đang ở bên em hãy cho là một bài học vì vụ sao đi nữa lúc em đang ở trong giai đoạn màu hồng thì đã có những kỷ niệm đẹp giữ lại những cái đó cảm ơn cuộc đời và bước đi tiếp nhé em Best wish always Đó là lời chia sẻ của Như Loan Nữ ca sĩ viết Cuối cùng em đã đứng dậy Những người yêu thương em Rất buồn vì hơn ai hết Họ mong muốn em có được hạnh phúc Nhưng đó không phải là lý do Họ yêu thương em Họ thương yêu em bởi vì giọng hát Và con người của em Cho nên em khỏi phải lo Cuộc sống còn dài lắm em ơi em có nhiều cơ hội để tìm lại một nửa cuộc đời của mình may mắn của em là nhận được ra sự bất đồng rất sớm và không bị vướng vào những việc khó gỡ cũng có một số ý kiến của khán giả để lại những lời bình luận và nói rằng là thắng ngô lợi dụng hà thanh xuân cũng có những cái lời nói rằng hà thanh xuân uh, lợi dụng thắng ngô và ham tiền ham bạc và thấy thắng ngô là có gia tài kết sù có tám 000 mét vuông ở thủ đức này kia vân, vân 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 còn nói về thắng ngô thì nói rằng um, cưới vợ trẻ rồi lợi dụng hà thanh xuân để được đi mỹ um, cái bình luận nhiều cái bình luận thì mình thấy nó uh, uh, nó cũng có cái logic một chút xíu uh, nhiều người người ta lại nghĩ rằng là um, thắng ngô để lại gia tài tài sản cho vợ hết rồi mới đám cưới với lại hà thanh xuân rồi nếu mà sau khi qua mỹ được rồi á thì sẽ ly hôn với hà thanh xuân rồi sẽ bảo lãnh vợ con qua mỹ đó là người ta tính cái đường tương lai của người ta thay vì phải bỏ một số tiền kết xù hay là như thế nào đó để được qua mỹ qua cái việc này diễn kia nhưng mà với con đường hợp pháp là cưới vợ ừ rồi sau đó ly dị vợ là hà thanh xuân và bắt đầu cái uh, quay trở ngược lại để bảo lãnh vợ con của mình thì nó cũng có cái lý của họ của họ vừa bỏ ra số tiền không đáng kể mà cưới được một cô vợ trẻ đẹp rồi được ở Mỹ không cần phải chu cấp tại vì Hà Thanh Xuân có điều kiện mà có nhà cửa nữa thì không cần phải lo kinh tế gì cho Hà Thanh Xuân à, chỉ cần một thời gian một năm thôi là lấy được thẻ xanh thì có thể ly dị rồi. Thì đó cũng chỉ là những lời bình luận trên mạng xã hội mà thôi ừ. Còn chính xác hay đích thực thì người trong cuộc họ mới biết được Phải không các bạn? Tại vì chúng ta không phải là người trong kẹt <laughs> Người trong kẹt mới biết người trong cuộc à, Và Vân thì đến tháng 3 năm 2023 Cặp đôi vướng tin đồn chia tay khi giọng hát 8S xóa hoặc ẩn Như hình ảnh tình cảm của hai người trên trang cá nhân đồng thời cô cũng có những chia sẻ đầy tâm trạng khiến khán giả hoài nghi. Mãi đến tháng 9 năm 2023, Hà Thanh Xuân mới xác nhận chuyện chia tay và cho biết đây là bài học để cô chính chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời. Đây là một bài học. Như vậy là Thắng Ngô đã để lại cho cô ta hay là dạy cô ta một cái gì đó nó đắng cay đau đớn lắm. Cho nên Hà Thanh Xuân mới thốt lên một câu rằng đây là một bài học vừa mất đi thời gian mất đi thanh xuân và mất đi cái, cái 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 cái, gì mà thường thường chúng ta gọi là trong trắng của người con gái cái sự thanh bạch của người ta nữa phải không các bạn ha ừ. Ừ, bởi vì hà thanh xuân mới 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 nói một câu rất là cay đắng là là một bài học nhưng bài học này nó hơi đắng phải không các bạn? Vua các Coi đăng ảnh cùng con gái hậu độ vợ với Hà Thanh Xuân. Cuộc sống hiện tại của vợ cũ gây tò mò. Như vậy thì những cái câu nói và những cái lời bình luận của khán giả nói rằng Thắng Ngô lợi dụng Hà Thanh Xuân để qua Mỹ chắc cũng có thiệt rồi các bạn. Uhm. Sau khi ca sĩ Hà Thanh Xuân tuyên bố chấm dứt quan hệ vợ chồng với doanh nhân Thắng Ngô vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, mọi động thái của vua Cá coi đều trở thành tâm điểm chú ý có thể thấy nam doanh nhân có thái độ bình tĩnh thoải mái cập nhật hoạt động đời thường lên mạng xã hội có lẽ thắng ngô đã biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra và sau khi nếu nếu tôi nói nếu thôi nha chứ mình không có khẳng định nếu cái sự lợi dụng của từ hà thanh xuân này Uh, mà hà thanh xuân đã, đã nhận ra được cái ý đồ của vua cát coi là lợi dụng mình rồi sau đó qua đây để lấy thẻ xanh và chia tay rồi sau đó sẽ bỏ lĩnh vợ con uh, cho nên um, hà thanh xuân đã chia tay thì với cái hiện tượng bây giờ thì uh, theo cái thái độ người ta nói rằng uh, thì uh, thắng ngô tỏ vẻ bình thường bình tĩnh và thoải mái cập nhật tin tức hoạt động và anh ấy xem đây là một cái tình tiết nếu mà khi mà nói ra mà hà thanh xuân không chấp nhận là chia tay là cái chuyện tất nhiên rồi mới đây thắng ngô đăng tải một bức ảnh cùng với lại ruby đi ăn tối với bạn bè trong ảnh vua các coi tươi cười rạng rỡ ái nữ nay trong lớn phỏng phao chồng cũ hà thanh xuân ốp mở cho biết cái nết dễ làm lành không bỏ được từ sau khi vướng nghi vấn với hôn nhân tan vỡ. Đây là lần đầu tiên hẳn hôi Thắng Ngô khoe ảnh chụp chung với đứa con gái. Bức ảnh hai bố con nhận về vô số bình luận tương tác phần lớn gửi lời động viên. Mong Thắng Ngô bình tĩnh vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Trước đó một ngày vua các coi khiến nhân tình xung sao xuất hiện với gương mặt gầy sọp. Thấy rõ ràng luôn ở trên mạng xã hội khi mà chụp hình á. Thân hình thì gầy gò, có dấu hiệu sụp cân, thắng ngôi cho biết bản thân ăn không ngon, ngủ không yên sau khi bị vợ cũ là Hà Thanh Xuân công khai cuộc hôn nhân không hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng, nhiều nghi vấn cho rằng tình hình cuộc sống hiện tại của Vua Cá coi không còn giàu có sung túc như trước và có một clip thì anh ta cũng có nói cho chúng ta biết rằng cuộc sống của anh ta chỉ vừa đủ ăn thôi chứ không có dư dả, dạ, không có nhiều tài sản như là nhiều người đã suy nghĩ bên cạnh câu chuyện chia tay ồn ào của doanh nhân Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân, cuộc sống của vợ cũ Vua Cát Coi Thanh Đào cũng khiến dân mạng tò mò thời gian qua. Thanh Đào thi thoảng cập nhật hoạt động lên mạng xã hội từ khi chồng cũ tái hôn, cô tập trung xây dựng cuộc sống mới, tiếp tục phát triển trang trại cá coi và nuôi nấng con gái Ruby. Cuộc sống hiện tại của Thanh Đào được nhận xét sang. Uhm và có dấu hiệu là sang trang nữa so với cái thời làm vợ của Thắng Ngô tôi cũng công nhận là đúng tại vì lúc mà lên TV á thấy một người vợ tạo tầng nhưng mà hình ảnh này là khác nha các bạn nha đây là Thanh Đào vợ Thắng Ngô bây giờ đây còn hình ảnh này là vua cá coi à, đăng hình ảnh đi ăn tối cùng với lại con gái qua những hình ảnh vợ của vua các coi đăng tải dân tình không khỏi xích so vì bà mẹ một con ngày càng thăng hạn và nhan sắc so với hình ảnh tảo tần khi xuất hiện trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019. Giờ đây Thanh Đào được khen chuẩn hình mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ. Nữ doanh nhân cho biết bản thân đang rất hạnh phúc, tận hưởng nhịp sống bận rộn cô biết trên trang cá nhân. Cho dù công việc hay cuộc sống có bao bộn và trao đảo như thế nào hãy luôn luôn động viên bản thân không ngừng nghỉ phát triển học hỏi để vượt khó và để làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình nhưng điều quan trọng là đừng đánh rơi nụ cười vì đó chính là năng lượng tích cực để chúng ta cảm thấy à, nó hơi nếu mà chúng ta mà không tích cực năng lượng như vậy đó thì chúng ta cảm thấy nó sẽ mệt mỏi và trùng bước con đường chúng ta đang đi vâng đó là những thông tin cập nhật mới nhất trên mạng xã hội mà mình muốn chia sẻ đến tất cả quý vị về nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và vua cá coi Thắng Ngô sau cuộc ly hôn tan vỡ của họ và cuộc sống của họ như thế nào, mỗi người họ chọn cho họ một lối đi. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.